Biên không thấy. Thôi đừng có mà kêu rap rap bài bạ nữa, nó rap nó bóp tương tác nãy giờ không thấy hả? Chị tiếp chơi cá không? Cá thôi ta. Chơi cá không? Lấy cá hả? Chơi. Dán sao? Một dán một ca. Một dán một ca. Chơi không? Em coi này. Một dán một ca. Cho cái giá phải trả một dán một ca. Chơi. Con này đi. Chơi không? Chị thua thì sao? Chị thua thì chị thua thì chị xăm bít mình. Ok không? Chơi không? Ok vô. Ai đi trước? Ai đi trước? Ai đi trước? Trời lớn dữ. À 4-5. Tới chị. Một hai. Em đi 8-9. Chị ơi lại đi, lại đi, mình thử đi xí nháp. Xí nháp. Chị ơi xí nháp nháp thôi. Dẫn đầu mày nháp đi. Nháp. Xí nháp. Chị ơi. Nháp. Nha. Tự nhiên em chọn lộn, em chọn đại, chọn thử thôi. Lại đi. Trời nháp đi. Rồi giờ chị muốn xăm con gì? Chị muốn xăm con gì? Chị coi. Rồi bây giờ chị muốn lấy con gì? Tùy em hả? Lấy dễ con gì mọi người? Con gì? Giờ xăm gì? Con kiến hả? Ờ con rắn hả? Con rắn được. Con rắn là màu gì? Con rắn lục đi. Con rắn lục là màu xanh đúng không? Con rắn lục màu xanh. Con rắn. Đuôi nó phải đỏ đỏ nữa đó. Đó, xong rồi. Xong rồi. Đời người chờ cầu cho mà duyên tới hai đứa mình được thành đôi, đường đời đâu có bao xa.
Rồi. Em đi 6-7. Một rắn lục đuôi đỏ đó vô. Cho anh chơi một bàn đi, có số không? Có số không? Hello Mai Trinh ạ. Hello Vinh Liên. Rồi ai chơi nữa? Ai chơi nữa? Một dáng một ca kim cương. Quả là một dáng là một ca su. Rồi em cảm ơn chị Tiffany. Ai chơi nữa? Hello Kim Anh ạ, hello tất cả mọi người. Thích cái cách của chị. Mặc dù dâm bạo nhưng miệng luôn tươi cười. Cảm ơn em. Xin em tân áo hả? Áo này hình như mua con bé hồi nãy biết thay á. Xíu hết shop cho nè già đỡ ơi. Con rắn muốn ta gì? Ai chơi không? Có ai chơi không? Rồi Mai Anh chơi nè. Mai Anh chơi. Mai Anh tôi chơi 10k hả? Từ Mai Anh ai đi trước? Tôi chơi 10k từ cho em chơi với Mai Anh trước. Cho em chơi với Mai Anh hả? Ai đi trước? Mai Anh nha, ghim comment Mai Anh. Chị đi trước hả? Chị đi 4-5. Có những lúc một mình ta ngồi nhìn hôm qua, xong mới biết là đúng hay sai. Chẳng biết trước được ngày mai rồi mình là ai, vì đời luôn lấy con gì. Giờ lấy con gì làm chơi dữ rồi. Mai Anh đâu rồi, bây giờ lấy con gì? Giờ em xăm cái gì? Chị vẽ con kỳ lân hả? Chết cha, giờ con kỳ lân hả? Con kỳ lân. Con kỳ lân dễ sao trời. A unicorn đó hả? Con unicorn nào? Ok, unicorn. Con unicorn hả? Bây giờ con này khó dễ quá gì vậy các bạn ơi. Con này khó dễ quá. Con này khó dễ quá. Ngàn trái có những kêu được hôm nay, đâu biết mất đi ngày mai, nên hay sống cho thật hay. Cũng có thể một ngày mai rồi mình đổi thay, bay cao với đời có ai hay. Cứ hay sống thật lòng đi, vội vàng làm chi để nhiều lần suy nghĩ. Dưới bóng tôi một mình thôi, ta mới thấy những tội lỗi cứ theo ta đến suốt đời. Hãy suy nghĩ trước khi làm gì, hãy sống tốt với đời với người. Đừng vì lời danh mà gây tội lỗi, bởi vì mọi thứ phải theo thời gian. Con người hận thù là ở tình cảm.
sống với lương tâm của mình. Nhiều điều đẹp lắm nên rất chân tình. Đời chẳng bao lâu rồi mà nhắm mắt, tin tay mặt chết có giữ được không? Thôi đừng hận thua mà hãy sống tốt cho ngày mai rồi mình đổi thay, bay cao với đời có ai hay. Cứ hay sống thần lòng đi, vội vàng làm chi để nhiều đêm suy nghĩ. Giữ bóng tôi một mình thôi, ta mơ thấy những tội lỗi cứ theo ta đến suốt đời. Hãy suy nghĩ trước khi làm gì, hãy sống tốt với đời với người. Đừng vì lời danh mà gây tội lỗi, bởi vì mọi thứ phải theo thời gian. Con người ăn thua là ở tình cảm. Hãy sống với lương tâm của mình. Nhiều điều đẹp lắm đến rất chân tình. Đời chẳng bao lâu rồi mà chết có giữ được không? Thôi đừng ăn thua mà hãy sống tốt cho đời. Hãy suy nghĩ trước khi làm gì, trước khi làm hãy sống tốt với đời với người. Đừng vì lời danh mà gây tội lỗi, bởi vì mọi thứ phải theo thời gian. Còn người ăn thua nên rất chân tình. Để chẳng bao lâu rồi mà nhắm mắt, tin tay và chết có giữ được không? Thôi đừng hận thua mà hãy sống tốt cho mình. Thêm một chút màu mè vô đi, mình chấm bi vô cho nó đi, cho nó đẹp. Chấm bi vô. Rồi, xong. Ok. Vô. Tới lượt ai? Rồi, tới ly quý nhân lên. Lý Quý Nhân, mà khoan đi, cho chị Tiếp đi lấy 10k của chị Tiếp trước đã. Rồi chị Tiếp vô, từ từ Lý Quý Nhân từ nha, ai đi trước. Ai đi trước? Anh nhớ yêu thương hôm nào, bây giờ đã muốn xa rồi. Đợi chị tới nha. Vô, chị Tiếp đâu? Là ai chơi chị á? Ai đi trước? Vô. Nhường đó đi đi hả? Em đi 6-7. Sai.
chẳng biết trước được ngày mai rồi mình là ai, vì đời luôn ngang trái, có những thứ được hôm nay đâu biết mất đi ngày mai, nên hay sống con gì thật chị hay. Bây giờ chị lấy con gì? MK của tôi. Cảm ơn chị Trâm ạ. Chị lấy con gì? Cũng có thấy một ngày mai rồi mình đổi thay, bay cao với đời có ai hay. Cứ hay sống thần lòng đi, vội vàng làm chi, để mình lên suy nghĩ. Dưới bóng tôi một mình thôi, ta mới thấy những tội lỗi. Cứ theo ta, em suốt đời. Chơi lại hả? Ok. Yeah, chị chơi lại, cho chơi lại rồi. Cho chơi lại. Chơi lại, chơi lại, chơi lại. Yeah, em đi trước đúng không? Vô, em đi trước hả? Để đây. Em đi lại 6, 7, em không tin lần này em đi như vậy. 6, 7. Tới chị. 4, 5. Mấy vậy? Mấy? Em không thể nào là... 2, 3. Em không thể nào dừng lại nỗi đau này. Có những lúc một mình ta ngồi nhìn hôm qua, xong mới biết là đúng hay sai. Chẳng biết trước được ngày mai rồi mình là ai, vì đời luôn ngang trái, có những thứ được hôm nay đâu biết mất đi ngày mai. Chị lấy con gì? Nên hay sống cho thật hay. Cũng có thấy một ngày mai rồi mình đổi thay, bay cao với đời có ai hay. Cứ hay sống thần lòng đi, vội vàng làm chi, để mình lên suy nghĩ. Dưới bóng tôi một mình thôi, ta mới thấy những tội lỗi. Cứ theo ta. Vậy ba con một lúc hả? Vậy là dáng cuối phương. Em đi trước đúng không? Hay chị đi trước? Đổi bài nhạc cái ba lại xui quá. Đâu rồi chị, đâu rồi? Cảm ơn Canan. Từ từ mọi người đợi em chút. 1, 2. 3, 4. Rồi, bây giờ em trả 2 con đúng không? Bây giờ chị muốn lấy con gì? quà mới. Chị muốn lấy con gì? Em thua 2 kèo, chị muốn lấy con gì? Hết méo rồi, cười rồi. Ha, ha, ha. Trắng cái là cười liền. Lấy con gì? Em thích con gì vậy đi? Ê, yo, em thích con gì? Bây giờ mọi người muốn như vậy con gì? Mọi người muốn vẽ
con gì? Con gì ta? Con gì ta? Con gì? Con nhím hả? Con ma hả? Ok, vậy con ma nha. Con ma. People get so caught.
Linh đợi chút. Cứ hay sống thần lòng đi, vội vàng làm chi,
để mang đến suy nghĩ. Vừa mong tôi một mình thôi. Trăm đẹp vậy mới trăm á bơ. Chúc trái cầm. Linh nào lấy con gì lẹ nè. Lẹ tên gì? Hãy suy nghĩ trước khi làm gì. Hãy sống tốt với đời với người. Đừng vì lời danh mà gây tội lỗi. Bởi vì người ta tặng quà không một tiếng cảm ơn hả? Xin lỗi bà chứ nhà tôi không cần điều đó. Tôi cảm ơn nhà tôi biết, nhà tôi tự biết chứ không cần bà nhắc nhở, ok? Người ta tặng dừa tôi là người ta đang chửi tôi đó. Chứ bây giờ con này quên cảm ơn mọi người đâu, khỏi cần nhắc. Chỉ có khi nào không thấy thôi, làm phiền. Đâu, Linh đâu rồi, lấy con gì lấy lẹ đi. Đợi con này lâu quá rồi, ghi vô, ghi. Vô, ghi, ai đi trước? Con heo. À, con heo hả? Con heo. Con heo. Con heo. Con heo đúng không? Con heo. Con heo này hơi ốm, con heo phải mập da. Mập da một chút mới chín. Con heo này hơi ốm, con heo này là con heo heo xíu nè. Con heo này là con heo xíu đúng không? Không. Con heo này là con heo sinh năm 95 nè. Con heo. Lần đầu em thấy em yêu lòng, lần đầu tiên anh thấy em biết trân trọng. Hai mũi con heo, hai con mắt con heo, cái chân mày ấy, chân mày, xem tới con mắt con heo, xong rồi cái tay nữa, cái tay. Cái con này heo này nó kỳ quá, con heo này nó kỳ quá. Bây giờ các bạn cho có miếng má không? Mày buồn. Con heo này mẹ cũng buồn quá. Heo này xấu quá. Dây, tiếp. Ghi đâu? Tai, à cái tai nữa, cái tai, thiếu cái tai, thiếu cái tai, xin lỗi. Nhìn. Sao nhìn nó không giống con heo chút nào, nhìn nó giống con quái vật quá. Nhìn giống con monster quá. Vô. Con heo chăm. Dây, ghi đâu? Vô. Đại ca đi trước đi hả? Mỏi cái nách quá. Sợ đụng cái ghế này nên là. Đại ca đi trước đúng không? 3, 4. Vô. Yeah.
À trớn nữa, hết dáng này tôi trớn nha. Ok, hết trớn rồi, cảm ơn. Rồi, ai đi trước? Em đi đi hả? Em đi à? Em ngồi vậy cho khỏi đụng. 90 tới em hả? 4 2 tới chị. Chị ơi, 11 răng. Chị có 11 răng thôi. Đợi chút. Còn một số nữa chị ơi. Đã mới xăm nè em thấy hả? Đào chuyển là 1 hả? 1 6 7 ha ha. Ủa sao lại bị mất, bị lẻ một răng ta? Còn hai này của chị á. Có những lúc một mình ta ngồi nhìn hôm qua, xong mới biết là đúng hay sai. Chẳng biết trước được ngày mai rồi mình là ai, vì đời luôn ngang trái. Có những thứ được hôm nay, đâu biết mất đi ngày mai. Nên hay sống cho thật. Con về lại lẹ. Lại đi hả? Ok, lại, được trở lại. Vô. Ai đi trước? Chị trước hả? 4 3 5 10 5 10
những lúc một mình ta ngồi nhìn hôm qua, xong mới biết là đúng hay sai. Con gì? Hà Mã hả? Chẳng được ngày mai rồi mình là ai? Vì đời luôn ngang trái, có những thứ được hôm nay, đâu biết mất đi ngày mai. Con Hà Mã khó dễ quá. Sống cho thật hay. Cũng có thể một ngày mai rồi mình đổi thay, bay cao với đời có ai hay. Cứ hay sống thần lòng đi, vội vàng làm chi để mà lại suy nghĩ. Dưới bóng tôi một mình thôi, ta mới thấy những tội lỗi. Cứ theo ta đến suốt đời. Hãy suy nghĩ trước khi làm gì, hãy sống tốt với đời với người. Đừng vì lời danh mà gây tội lỗi, bởi vì mọi thứ phải theo thời gian. Con người ẩn thu là ở tình cảm. Hãy sống với lương tâm của mình, nhiều điều đẹp lắm nên rất chân tình. Đời chẳng bao lâu rồi mà nhắm mắt, có giữ được không? Thôi đừng hận thua mà hãy sống tốt cho một ngày mai rồi mình đổi thay, bay cao với đời có ai hay. Cứ hay sống thần lòng đi, vội vàng làm chi để nhiều đêm suy nghĩ. Dưới bóng tôi một mình thôi, ta mới thấy những tội lỗi. Cứ theo ta đến suốt đời. Hãy suy nghĩ trước khi làm gì, hãy sống tốt với đời với người. Đừng vì lời danh mà gây tội lỗi, bởi vì mọi thứ phải theo thời gian. Con người ẩn thua là ở tình cảm. Hãy sống với lương tâm của mình, nhiều điều đẹp lắm nên rất chân tình. Để chẳng bao lâu rồi mà nhắm mắt, vật chất có giữ được không? Thôi đừng ẩn thua mà hãy sống tốt cho đời. Hãy suy nghĩ trước khi làm gì. Dạy, đây ai vậy? Với đừng vì lời danh mà gây tội lỗi. Đây ai vậy? Mọi người ạ, quá mệt rồi. Biết rồi, sắp biết rồi cái gì vậy các bạn ơi? Linh hả? Vô Linh đâu? Tin đi đâu mất rồi? Em cũng muốn ok hết vấn này tới Mai Anh nha. Linh đâu rồi? Linh xong rồi tới Mai Anh, xong rồi tới Alan nha. Ủa Linh đâu rồi? Đại ca tự vẽ hả?
đi Liên ơi. Chị nào mới xăm á, mới xăm á. Hello Dory. Linh nói 3 năm Linh chứ không phải Linh à. Cho ao rồi. Vậy ok Mai Anh ơi, Mai Anh lên. Mai Anh lên, ai đi trước? Mai Anh đâu? Mai Anh đâu ta? Chị trước hả? Có những lúc một mình ta còn gì nhìn hôm qua xong mới biết là đúng hay sai, chẳng biết trước được ngày mai rồi mình là ai vì đời luôn ngang trái. Thấy con gì yêu được hôm nay đâu biết mất đi ngày mai, nên hay sống cho thật hay. Cũng có hả? Thấy một ngày mai rồi mình thay bay cao với đời có ai hay, cứ hay sống thần lòng đi vội vàng làm chi để mưa đất suy nghĩ giữ bóng tôi một mình thôi, ta mới thấy những tội lỗi cứ theo ta đến suốt đời. Hãy suy nghĩ trước khi làm gì, hãy sống tốt với đời với người, đừng vì lời danh mà gây tội lỗi, bởi vì mọi thứ phải theo thời gian, con người ân phụ là ở tình cảm. Hãy sống với lương tâm của mình, nhiều điều đẹp lắm nên rất chân tình,
đời chẳng bao lâu rồi mà nhắm đang mát rồi. Làm gì vậy? Chơi cá chăm mình. Nãy giờ thắng hay thua? Tao thắng không á, hồi nãy giờ tao không thua một ván nào luôn á. Mày sao mày phun mặt, phun người vậy? Tao mày ốm quá xíu rồi, mày ăn giùm tao cái xíu. Tao thích dễ vậy thôi, chứ tao thắng không à. Vậy á? Ừ. Đợi chút. Siêu âm nhơ mắm nhách. Vẽ con gì vậy? Con chuột. Sam, con chuột. Ok chưa? Ok. Con chuột này giống chuột máy tính quá. Chuột này giống chuột máy tính quá. Thì tao nhớ mày, tao mời. Nhưng mà mày có chơi được không? Đi chơi được không? Không, à, tao đang chơi cá không? Chút nữa tao chơi xong rồi tao qua. Ừ, thì mày okay. Chơi đi. Ờ, mày chơi gia đình đi, bye bye. Con chuột tô màu nữa hả? Con chuột thì màu gì? Tô màu thì tô màu lắm ghê. Ở đâu em chị? Chị đi chợ hả? Chị ấy mới tới mà thấy em làm nên chị đi về rồi. À. Mua quá trời đồ. Vậy hả? Ừ. Em mà đợi chút, có lấy. Dạy. Con chuột này giống chuột máy tính quá bà già ơi. Dạy con. Có gì nữa? Quả lụm. Tới ai ta? Tới ai he? Linh hả? Vô. Ai đi trước? Đại ca đi hả? Linh à, comment chữ 10-11 hả? 10-11. 1. 7. 3, 4, 6, 8, 9. Làm sao?
mau xì á. Giờ mới biết sứ mẹ dễ thương vậy. Em chơi hả? Rồi vô. Mày ai đi trước? Một ca. Không dám một ca. Đại ca đi trước hả? Nãy con về ngồi nhìn vậy con rầm mà xong mới biết là đúng hay sai, chẳng biết trước được ngày mai rồi mình là ai, vì đời luôn ngang trái, có những thứ được hôm nay con rầm khó dẻo quá bay bay mai. Nên hay sống cho thật hay, cũng có thể một ngày mai rồi mình đổi thay, bay cao với đời có ai hay, cứ hay sống thật lòng đi, vội vàng làm chi để mà đất suy nghĩ, dưới bóng tôi một mình thôi ta mới thấy những tội lỗi, cứ theo ta đến suốt đời. Hãy suy nghĩ trước khi làm gì, hãy sống tốt với đời với người, đừng vì lời danh mà gây tội lỗi, bởi vì mọi thứ phải theo thời gian, con người ẩn thù là ở tình cảm. Hãy sống với lương tâm của mình, nhiều điều đẹp lắm đến rất chân tình, đời chẳng bao lâu rồi mà nhắm mắt mặt chết có giữ được không, thôi đừng ẩn thua mà hãy sống tốt cho ngày mai rồi mình đổi thay, bay cao với đời có ai hay, cứ hay sống thật lòng đi, vội vàng làm chi để nhiều đêm suy nghĩ, dưới bóng tôi một mình thôi ta mới thấy những tội lỗi, cứ theo ta đến suốt đời. Hãy suy nghĩ trước khi làm gì, hãy sống tốt với đời với người, đừng vì lời danh mà gây tội lỗi, bởi vì mọi thứ phải theo thời gian, con người ẩn thua là ở tình cảm. Hãy sống với lương tâm của mình, nhiều điều đẹp lắm đến rất chân tình, để chẳng bao lâu rồi mà nhắm mắt và chết có giữ được không, thôi đừng ẩn thua mà hãy sống tốt cho đời. Hãy suy nghĩ trước khi làm gì, trước khi làm hãy sống tốt với đời với người, đừng vì lời danh mà gây tội lỗi, bởi vì mọi thứ phải theo thời gian, còn
hơi hận thua là ở tình kế. Hãy sống với lương tâm của mình, nhiều điều đẹp lắm nên ra chân tình, để chẳng bao lâu rồi mà nhắm mắt tin tay và chết có giữ được không. Thôi đừng hận thua mà hãy